sáng ngày 17 tháng 1, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Quyền, Phó hợp phòng Giáo dục Đào tạo Quyền ở Phú tổ chức Hội thi vẽ tranh nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân Giáp Thình năm 2024 dành cho học sinh trung học cơ sở. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Mộng, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin Quyền, ông Phan Văn Tài, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Quyền, bà Võ Thị Huệ Minh, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo Quyền phát biểu khai mạc hội thi ông phan giang tài phó giám đốc trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh quyền nhấn mạnh Hội thi vẽ tranh nghệ thuật với chủ đề nét cọ mùa xuân lạc động ý nghĩa tạo cơ hội để các em học sinh giao lưu học hỏi cùng nhau phát triển tài năng trong lĩnh vực hội họa và tạo sân chơi bổ ích nhằm khơi dậy cho các em niềm đam mê sáng tạo thể hiện ý tưởng và năng khiếu từ đó cùng chung tay vẽ nên những bức tranh về nét đẹp cuộc sống xung quanh tình yêu quê hương đất nước ông bà, cha mẹ, thầy cô. Đồng thời thông qua đó nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng, phát triển các em thiếu nhi có sở trường, năng khiếu về đam mê hội họa, nâng cao thức học tập, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, chủ nhân tương lai của đất nước, các phần xây dựng quê hương A Phú ngày càng giàu đẹp. Với chủ đề Nét cọ mùa xuân, hội thi lần này thu hút 39 thí sinh đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Các thí sinh vẽ trên khổ giấy A4, chất liệu màu nước, màu sáp, cọ, thời gian thi vẽ tranh 120 phút, bằng sự sáng tạo cho năng khiếu của bản thân. Các thí sinh đã bày tỏ những ký ức, suy nghĩ, ước mơ, tình cảm của mình về bức tranh khung cảnh gia đình xâm hợp, quay quần bên nhau cùng chào đón năm mới. Hình ảnh chúc Tết ông bà, gói bánh tét, Bánh trưng, chợ xuân, phong cảnh ngày xuân, tạo nên những bức tranh sinh động, mà không khí mùa xuân, Tết cổ truyền dân tộc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba do 5 giải khuyến khích. Thí sinh Nguyễn Hồ Thiên Kim, học sinh lớp 7A4, cho trung học cơ sở An Phú, với tác phẩm dự thi, đón xuân đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi.